Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Hôm nay thì là ngày đầu tiên sau lockdown khoảng 3 tuần. Mọi cái shop nó được mở cửa hết rồi, nhưng mà mấy cái nhà hàng thì không được mở cửa. Mọi người thấy không, cái đường đi được chia ra là lằn ranh rõ ràng luôn á. Chỗ này là đi xuống, bên kia thì đi ngược lại. Đây là cửa hàng bán đồ mỹ phẩm. Còn cái Hema này á, hồi trước mình cũng có giới thiệu rồi. Đó là một cái cửa hàng đặc trưng của Hà Lan. Trong đây có bán quần áo, mỹ phẩm, thức ăn. Còn đây là một cái cửa hàng bán những cái gọi là thuốc, giống như là thực phẩm chức năng á. Nè, cái Hema hồi nãy Linh nói nè, ở đây có một cái nhà hàng nhỏ nhỏ của họ, giống như là tiệm cà phê, rồi có một tí thức ăn thôi. Bên đây là có người ngồi hát rong, họ đàn để họ xin tiền á. Mọi người thấy không, ở trên đây vẫn còn đèn trang trí của Noel nè. Ủa ha, tự nhiên sao nữa, chỉ coi như là sau cái tuần Noel là đóng cửa hết trơn, không có ai đi mấy cái chỗ này, cho nên buồn. Hôm nay thì người ta cũng rần rần người ta đi lại, nhưng mà chắc là cũng sợ đó. Thôi Linh vào đây, cái chỗ này bán quần áo đẹp lắm. Linh vào đây Linh coi coi nó đang sale quá trời luôn. Vào chắc tắc quá, tại vì sợ người ta la. Đồ trong này đẹp lắm. Tắt nha, lựa đồ một tí cái. Cả nhà nhìn nè nha, váy xếp ly này á, chất liệu rất là tốt luôn. Mà hiện tại bây giờ có 10 đồng mà, giá chính của nó là 35 đồng đó. Quá trời quần áo luôn. Linh mua được đống nè, Linh lấy được một đống để thử đây nè. Để chút xíu quay cho mọi người coi nha. Màu này cũng đẹp ghê nha. Quá trời đẹp luôn, màu rẻ nữa. Câu quần jean nè. Đó. Giá cả nè, sale nè. Cái hãng này tốt lắm cả nhà ơi. Linh thích cái hãng này lắm. Quá trời đồ đẹp luôn nè, thấy không? Đây là một cái shop khác nữa. Cái shop này á, thì bán đồ trẻ trung. Linh ít có mua đồ được trong cái shop này lắm. Mọi người nhìn nè, ở đây cũng đang giảm giá. Nhưng mà thường cái shop này á, giảm giá ít hơn là mấy cái shop khác. Linh cái này Linh không dám thâu tiếng trực tiếp ở đây, tại vì họ mở nhạc quá lớn đi. Cho nên nếu mà Linh thâu trực tiếp thì mọi người sẽ nghe tiếng nhạc, và sau đó YouTube sẽ lại không cho Linh, gọi là Linh vi phạm bản quyền á. Mình vào tiếp Zara nha. Hôm trước Linh mua một đống đồ của Zara online rồi, cho nên hôm nay Linh nghĩ là Linh sẽ hy vọng là Linh sẽ mua ít đồ ở đây. Tại vì hôm bữa mua cũng tốn nhiều tiền rồi, mà giờ vô cái nè, toàn đồ đẹp mà rẻ quá trời luôn á. Linh quay sơ cho mọi người coi, xong rồi Linh lại tiếp tục lựa đồ nữa nha. Hồi nãy lựa được một giỏ rồi đó. Một hàng người dài đứng chờ trả tiền. Trời ơi, Linh mới vừa trả xong. Xong rồi hả, đã vậy còn bị tính lộn tiền nữa. Cái áo đó Linh mua được giảm giá, xong rồi nè, khi tính tiền là tăng lên 5 euro. Cho nên Linh không lấy cái áo đó luôn. Linh nghĩ 5 euro thì cũng không có nhiều lắm, nhưng mà tự nhiên mình hy vọng cái áo đó rẻ mà mình phải trả thêm, cho nên Linh thôi không mua luôn. Giờ đi qua shop khác nha mọi người.
Chào Sarah, có gì ngày mai tới sẽ đi với con gái để cho nó lựa đồ ở đây. Giờ mình đi vào cái shop Dexon này. Cái shop này á, thì quần áo chất lượng hơn, gọi là cũng như là đồ hiệu gì đó, nhỏ hơn nhưng mà Linh thấy đồ rất là đẹp. Vào đây chắc tắt máy quá, lu bu quá. Cả nhà ơi, đây Linh mua được một đống rồi nè, nặng quá đi. Cả nhà thích súp này không? Linh thì thích lắm. Khi nào mọi người có dịp qua những cái nước khác chơi á, nhất là sau khi Noel thì người ta giảm giá rất là nhiều. Mọi người đi qua đây shopping sẽ thích lắm. Nó Linh nghĩ còn rẻ hơn bên Việt Nam mình nữa đó. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh nha. Hẹn mọi người vào clip sau.